Lộc đâu rồi? Hả? À, chị Lộc, chúc mừng chị, chúc mừng chị. Chị ơi, vậy là kế hoạch đầu tiên của chúng ta đã thành công rồi. Ủa sao thành công? Anh Long và anh Dũng đã bước chân tới resort rồi. Vui lắm. Đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô thôi. Búp bê, búp bê này là xinh đẹp. Ngồi tướng gì kỳ vậy mày? Ngồi gì kỳ? Này xe xích lô mà. Xích lô gì xe lăn mà. Cái trời đất ơi thằng quỷ. Sao mày không nói vậy? Nó có kịp đâu mà nhảy lên mày ngồi rồi. Ê Long ơi, Long ơi. Cái Long. Gì cái gì? Ê, mình tới cái resort của Vũng Tàu chưa? Đúng nơi rồi. Tới rồi hả? Ừ. Ờ vậy nhé, đi tắm biển thôi. Rồi. Biển đâu đó cho mày tắm mày? Bóng đèn không à. Mày nhào tới đó giật mày thấy bà mày luôn đó. Nói nghe nè, nên nhớ cái nhiệm vụ của mình, hiểu không? Ba Lộc đã nói cho tao biết là bên cạnh Lộc có rất nhiều người muốn ám sát cô ấy, cho nên mình phải tiếp cận và bảo vệ cho cô ấy, biết không? Ê ê ê. Hả? Mà tao có một điều thắc mắc nha. Thắc mắc gì? Tại sao mình đi bảo vệ cho Lộc là hai đứa mình phải giả gái? Bởi vì cô ấy không thấy mặt tao, cho nên buộc lòng mình phải giả gái để tiếp cận âm thầm bảo vệ cho cô ấy. Không nói nhiều nữa, đi thôi. Khoan đã. Có chuyện gì? Nếu mà đã làm con gái rồi thì mày phải học và làm theo tất cả những cử chỉ và hành động của con gái. Là như thế nào? Để tao chỉ mày. Điều đầu tiên, bước cái chân mày qua bên phải. Mắt mày nhìn thẳng phía trước, luôn luôn lạnh lùng. Và nhớ là cái chân mày đừng có xù giống tao. Sau đó thì mày dùng cái lực chân của mày, mày tấn ngược lên cho cái tay mày nó dẻo. Như vậy mới gọi là con gái thật tuyệt. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Hey. Tao buồn với bà ngoại mày quá à. Ngoại của mình mày chưa gì mà nảy mầm 3D rồi. Tức cảnh phải sinh thời thôi. Đi thôi. Khoan đã. Cái gì nữa? Kể từ bây giờ mày phải kêu tao là bà ngoại nha. Không được đâu, mày tao dễ xử hơn á. Nếu như vậy thì mày tự bảo vệ con Lộc đi. Thôi bà ngoài nha, đi. Khoan đã. Cái chuyện gì nữa? Mới vừa nói xong những cái cử chỉ hành động phải là của con gái. Ừ thì là con gái. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Đi đâu đây? Dạ tụi em vô họp fan với chị Lê Lộc á. Fan Lê Lộc à? Dạ. Không, fan Lê Lộc toàn là fan nữ cơ mà. Đi về đi. Anh ơi. Vậy chứ tụi em con trai hả? Ờ con này được nè. Nhưng mà bà đó già quá. Dạ gì, nó mới hai mấy tuổi à. Gì? Ờ 70 mấy tuổi rồi, sắp xuống lỗ rồi ha. Ờ đúng rồi, già nhưng mà cũng là con gái. Chỉ khác một cái tụi kia nó đẻ được, còn tôi hết đát thôi. Nhưng mà bây giờ nè, tôi hỏi là hai người có thể hội viên không? Không. Đi về. Cậu ơi, không mấy giờ cậu xí xóa cho hai bà cháu một lần đi. Bị hai bà cháu là từ tuốt ở dưới đường xá xa xôi lên đây đó. Xa xôi hả? Là đâu lận? Nghe chiêu Cà Mau đã cắm xào trên bờ kinh ngã bài. Tuôn dưới Cà Mau có trái chuối cắm vô cái xào, yeah. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Chẳng thấy ra chào, chẳng thấy ra chào, hổn, yeah. Hai bà cháu tôi đến từ Vũng Tàu. Ủa cái gì lạ vậy, Vũng Tàu hát bài, Vũng Tàu hát về Cà Mau là sao? Nhà tôi tới đây mà. Ở đâu? Ở khúc nào? Tôi ở bãi trước. Tôi ở bãi sau. Hai đứa gần nhau. Đôi ta Vũng Tàu. Sống biển dạt dào. Nhưng mà tôi thắc mắc nè, mà tại sao không hát về Vũng Tàu, hát ở Cà Mau á? Thì chứ Vũng Tàu có bài nào đâu hát. Vũng Tàu toàn mấy bài về dầu khí không à. Không tin nữa, để hát thử cho nghe nè. Ai ba? Mùa xuân đến từ những chuyến dầu. Về 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 luôn. Ủa sao vậy? Hát khò gì tùm lum tùm la. Đi về đi, rộn ràng quá. Quậy thấy chưa? Cùng nói ngoài xôi. Không ở nhà coi cái lương đi. Đến đây coi nhạc xong chi để ta chửi mình kia. Thì vậy tự nhiên mất mớ gì cọc. Ê, cho nó vô để nó chửi bà kìa. Ngoài kỳ khôi quá. Nó chửi bà hai lần. Ngoài kỳ cục quá. Bà
lần luôn à. Trời ơi, cái con bé sao hỗn hào vậy? Hỗn hào vậy không được làm fan Lê Lộc đâu nha. Hỗn cái gì, thằng này phải dạy nó chứ. Anh chết mẹ cái bé tạm. Đừng ơi, mà ngoại mà mày cũng đánh nữa là sao? Ngoại, ngoại phải dạy dỗ nó chứ. Ngoại không dạy được phải không? Tụi bay. Mày nghe chưa? Nghe cái gì? Ngoại đã nói với con bao nhiêu lần rồi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được gọi ngoại là thằng. Phải gọi thằng chứ. Con xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Tao nói thiệt với mày, thà là mày im lặng để người ta tưởng mày ngu còn hơn mày mở miệng ra để không nghi ngờ gì nữa. Cái thứ của mày là phải giết mày ngay, không cho mày đẻ trứng. Giết được nó, cho vào trong chơi. Ngoại ơi đừng ham chơi. Đồ kích tử. Đừng mà. Đồ kích tử. Đừng mà. Đừng mà. Đích tử. Đừng mà. Thôi thôi trời. Không biết mệt đó trời. Đưa ra đây. Đưa ra đây. Bây giờ ngoại không dạy được nó, con dạy. Đừng mà. Tử. Liệu rằng sao Nhất Năm nó còn sống không? Chết chắc luôn á. Vậy thì một lại này là công ơn núi dương. Lại thứ hai em đã hy sinh rồi. Ba lại đều đưa tiếng hồn em đi. Một lại này là công ơn núi dương. Lại thứ hai em đã hy sinh rồi. Ba lại đều đưa tiếng hồn em đi. Oh yeah. Ê cho vô đi. Không có được. Mới đến đây thôi giết chết nhà mẹ người rồi. Vô trong kia muốn tàn sát nguyên bạc ti người ta hay sao? Chứ bây giờ làm sao? Đi về. Ê khoan đã. Cái gì? Sử dụng theo cái kế hoạch kia của hai đứa mình đi. Cái tóc mày có thuốc mê đó. Không được đâu, chắc gì hiệu quả. Tao nói được là được mà. Không có được đâu. Thương tóc mà nó. Không có được đâu. Ây da. Anh thương tóc em bye bye trong chiều. Từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu. Ôi. Sao mà khoan. Ê, sao mày thấy cái thuốc mê của tao có hiệu quả không? Hiệu thuốc mê hiệu quả gì mày, tao bậy tầm bạ không à? Tao phải xài tới chai xịt mũi á. Trời đất ơi. Thì ta giới trẻ bây giờ nó không còn hít keo con chó nữa mà nó chuyển qua hít bình xịt mũi rồi hả? Ai mà biết được đâu. Nó lạ nữa kìa. Bê lê. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Đi kiếm cái chai đi. Yên tâm. Nó không có ra nữa đâu. Vô. Ôi, kiếm được cái chai nữa. Trời ơi. Má ơi, cái chai xịt mũi mà đem cái chai chữa cháy vậy? Ủa phải hả? Không phải, cái chai này bớt cái bắn cả hai bà cháu lên tiếng xa luôn á. Đi vô kiếm lại đi. Thằng này nó bệnh quá vậy. Lẹ đi. Đi thôi. Chưa xong đâu. Các người muốn gia nhập fan của chị Lê Lộc thì ít nhất các người phải trải qua 3 vòng kiểm tra. Vòng kiểm tra đầu tiên là kiểm tra xem các người có mang vũ khí trong người không. Trời, cái gì vậy? Không có gì hết. Vũ khí hả? Bà mang theo trái cà chua chi vậy? Tại bà bán sinh tố. Vậy tại sao nó kêu tít tít? Kêu tít tít là cái kẽm ràng trái cây ở trong này nè. Móc ra. Ra không có gì, giờ còn trống trơn. Còn cô gái, cô có mang vũ khí trong người không? Dạ không. Chắc không? Dạ thiệt. Kiểm tra nha. Dạ. Trời ơi. Ê. Cô gái mang theo cái súng hả? Không phải đâu. Móc cái súng. Không phải cái súng mà không phải. Cái súng đúng không? Không phải cái súng, cái gì là cái muỗng nè má. Vô đây mang cái muỗng chi vậy? Ngoại bán sinh tố lấy cái muỗng múc đường á. Bỏ xuống. Dạ. Coi như vòng này các người cũng đã vượt qua. Bây giờ vòng thứ hai là kiểm tra xem các người có biết nhảy hay không. Nhảy sao? Muốn coi không? Coi luôn.
ก็ทำงานเปิดร้านปิดร้านเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านรับลูกค้าขยายสาขาผมมัวแต่บ้าบ้างานประมาณเงาเปิดมาจังเลยเอาเงินเดือนเอาเงินเดือนเอาเงินเต็มคิวbay qua tôi quăng ra xém té hả? À mà leo lên chắc tôi bị tâm tai luôn á. Coi như vòng này các người cũng đã vượt qua, bây giờ mới là vòng quyết định đây, vòng cuối cùng. Ok là. Sao vậy đi cả? Thầy đúng mấy quá phải, phải mình xài ngập trên đi chút quặng. Không hiểu gì luôn á. Có nghĩa là bây giờ tôi sẽ hát cải lương bằng tiếng Thái, hai bà cháu các người sẽ dịch bằng tiếng Việt. Ê, cái lương tao không có biết hát đâu đó. Chỉ có mày nó biết thôi á. Này là tao dì mày đó nha. Ừ. Bắt đầu đi. Vậy thì tôi hát trước. Đáp lúc khắp muôn trai chờ chút hoạt. Cứ té men đáy quay khăm nạn chờ muôn tè. Khắp nơi chờ léo bom mi dụt uống thăm ngạc. Đáp khắp lời chén chờ bom mi răng ngắn nà mi lèo. Phước bằng sắc quý phi diêm kiều chẳng ai bằng được nhà vua ái yêu chân thật chẳng hài lòng nên bà ghen muốn giết tôi rồi bỏ thuốc trong tủ đào. Crap khắp chạy khắp lời khắp vụt tôi muốn té thăm nhạc khắp lời khắp lại khắp lùi khắp lời khắp lại khắp lùi cứ muốn té thả thăm nhạc. Lèo chờ bon muốn tè thăm ngàn. Qua thu rùng rơi hoài bên bờ sông lạnh. Em đến bao la rùng một ngày thu tàn yêu hoành. Khung trời mưa buồn muôn lạnh. Ngỡ ngàng đứng bên cổng rào. Nhà em đang nói cười rộn ràng. Yeah. Yeah. Yeah cái gì mà yeah. Bây giờ tôi cho bà hát trước. Tôi sẽ dịch lại bằng tiếng Thái. Bà hát đi. Em ơi đã từ lâu anh dệt chiếc lá xanh tìm mà dần trăng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chỉ hằng lo giang anh là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng nhưng đã lỡ trót yêu ai đã lỡ trót yêu ai yêu người con gái rồi một chiều đông anh nghe lòng mình tê tái khi bước vào yêu ca bài ca thương nhớ anh yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Ông nội mà dịch cũng được nữa. Ê dịch đi mập. Dịch cái gì mà dịch, bả hát quá trời, tiếng Thái đâu đủ mà dịch. Ủa vậy là thua rồi hả? Thua chứ còn gì nữa, bây giờ cho người ta thắng đi. À, thì coi như mấy người thắng đó. Chúc mừng mấy người đã gia nhập fan của chị Lê Lộc. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi bây giờ mời hai bà cháu vô đây. Đi đây. Sếp gọi, chắc có chuyện gì đây. Alo. Đã có thông tin về tên sát thủ thứ nhất. Hắn tên là tính saxophone. Sếp ơi, vị trí của hắn ở đâu? Chỗ nào có tiếng kèn, chỗ đó có tính saxophone. Phối hợp mang cái quầy ba ra đây cho anh. Rồi bây giờ mời mấy em đi vô. Anh
anh cởi kè đi thì em mới vô. Để đó cho anh. Trời đất ơi, tôi kêu đi vô, tôi mang cái quầy bar tôi vô luôn chứ vậy. Đi ngược ra đây. Thôi kẹn đi. Tôi nó rảnh dễ sợ luôn. Trời ơi, kêu nó mang cái quầy bar ra thôi. Thổi một hơi muốn lôi cái bộ lồng ra ngoài luôn. Nó là sát thủ, bây giờ tao với mày phải tìm cách tiếp cận để moi thông tin của nó. Yên tâm đi, tao biết chắc tên sát thủ này rất là mê gái, đặc biệt là gái đẹp. Giữa tao và mày, tao đẹp nhất để tao lo. Hello anh, đồ ở đây uống miễn phí ha anh, em uống nha. Khoan, cái rượu ở đây chỉ miễn phí đối với gái đẹp thôi. Còn vừa xấu mà vừa hôi như em á, 500 đô một chai. Em trả lại anh đó. Đứng lại đó. Hôm qua cũng có một đứa nhả ra rồi trả lại, xác nó còn 3 khúc nằm ở trỏng kìa. Chứ bây giờ phải làm sao? Khôn hồn thì uống cho hết mấy cái mà mới vừa nhả ra, sau đó đập bể cái chai, lấy cái miệng chai nhai nhuyễn rồi nuốt. Ủa sao làm được mày? Tao nói thiệt với mày, bởi vì không có cái gì mà mày làm được hết. Mày coi tao, tao sẽ dùng mỹ nhân kế. Mày bị điên hả? Ở đây gái đẹp nó còn không chịu, mày già vậy qua sao nó chịu được. Mày qua đi, giờ nó cho mày nhai luôn cái đầu quầy ba đó. Mày để coi. Cậu trai trẻ, trời ơi, cuộc đời làm sát thủ của tôi tới bây giờ, tôi mới gặp được một cái người đúng gu với tôi. Gu ông gu gì? Lùn như nhau nè. Cậu trai, cậu có thể cho tôi dùng một ly rượu có được không? Em yêu à, em già lắm rồi, uống rượu lên tăng xong chết. Dùng với anh một ly sữa ngựa nha. Anh à, tôi già như vậy mà anh cũng thích tôi sao? Anh yêu em bởi vì cái nét già của em đó. Lỡ mà em già hơn sao? Em càng già em sẽ lại càng quyến rũ. Mà già nhăn nheo có gì đâu mà quyến rũ. Chính vì em nhăn nheo mới có chỗ để cho anh ủi cho nó thẳng. Wow, em có một mái tóc muối tiêu tuyền thiệt đẹp. Chờ anh chút. Anh làm gì vậy? Chấm muối tiêu ăn ổi nè. Trời ơi, cái này là cà tóc người ta chứ muối tiêu cái gì? Làm bạn gái anh nha ngoại. Nhưng mà nếu anh muốn làm bạn trai tôi thì ít ra anh cũng phải có cái nghề gì vững chắc chút xíu để lo cho tương lai tôi chứ. Không giấu gì em, thật sự anh chính là sát thủ. Và anh được thuê đến đây để giết chết Lê Lập. Vậy chuyên môn của anh là gì? Đánh bơm, đâm thuê chém mướn hay là bắn tỉa? Không, anh chỉ hạ độc thôi. Anh hạ độc vô cái ly sữa này hả? Trời ơi. Không, anh không bao giờ bỏ độc vào sữa. Anh chỉ hạ độc vào rượu thôi. Tất cả rượu trong đây anh đều bỏ độc. Còn cái chai nước cốt độc là cái con kia đang uống. Cô cứu người đi, đau bụng quá đây nè. Tao nói mày rồi, mày uống sữa tốt nhất sức khỏe cho sinh trẻ nhỏ, mày không uống mày đi uống rượu. Rượu là đừng có lèm bèm, nó cứu người đi. Anh ơi, anh cho cháu em kìa, bây giờ trúng độc rồi, anh tìm cách anh giải độc cho nó đi. Không bao giờ. Tôi làm sát thủ, tôi có cái tính riêng của tôi không bao giờ cứu gái xấu. Đứa nào xấu là phải triệt hết. Còn già như em, anh sẽ nâng niu. Mặc kệ nó, để nó chết đi. Bây giờ anh không cứu nó đúng không? Không. Được. Nếu như anh không cứu nó thì em sẽ uống cái ly rượu độc này để chết chung với nó. Khoan đã. Mày uống chi vậy? Tao sợ mày chết một mình, mày mặc cảm.
chúng đã từng hẹn ước hay không? Hẹn ước cái gì? Chúng ước được cùng Long đi siêu thị, ước được tắm chung trên Long, và ước được cắt móng tay cho Long những khi móng tay Long có đất. Lúc nào mây bút của Long chúng cũng rình rập đến lai dạo. Sao chảo cái lai đó mày? Thiệt mà, nhưng mà vài bữa thì không có, tại Facebook bị hack rồi. Tuy cùng sinh, cùng ngày, cùng thành, cùng năm, nhưng sẽ nguyện chết cùng nhau. Chỉ cần được khung Long là mãn nguyện lắm rồi. Long! Dung! Trời đất ơi, cuộc đời làm sát thủ của tôi tới bây giờ biết bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên tôi muốn thấy một cái cảnh tượng đáng thương như thế này. Hai bà cháu trước khi chết vẫn gọi nhau hai tiếng thân mật: mày, tao. Thôi được rồi, với lòng trắc ẩn của một sát thủ, tôi quyết định sẽ cho hai người thuốc giải. Yeah! Đừng vội mừng, bởi vì thuốc giải này phải được chữa thông qua một nụ hôn. Come on, baby. Vô đi, phước ai nấy hưởng đi. Còn chờ gì nữa? Yeah, tao được cứu sống rồi. Tao tới mày đó. Tao thà chết chứ không hùng đó đâu. Không cần đâu, bây giờ hai bà cháu tự hôn nhau cũng được mà. Yeah, vậy là cuối cùng ước mơ của tao đã được thực hiện rồi. Cái gì vậy? Long à, còn chần chờ gì nữa? Che dù đi. Không có được đâu. Không được. Mày bị điên. Cái gì? Tao nói được mà. Lộc ơi, hãy hiểu cho anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở thằng bạn thân. Yên tâm đi, những gì tao gây ra tao sẽ chịu trách nhiệm. Thôi đi, đàn ông mấy người sau khi làm xong chuyện ai cũng nói câu đó. Ông bị cái gì vậy? Chết cha, tao quên, cái loại độc này lạ lắm. Khi mà tao giải cho hai người rồi, nó sẽ chuyển ngược lại người ta. Trời ơi, dại dột quá, vĩnh biệt. Mày thấy tao hùng mày có đáng chưa? Rất là đáng. Không đáng lắm đâu. Sao tôi chưa chết nữa? Độc chưa ngắm. Ngắm rồi, vĩnh biệt. Thấy tao hùng mày có đáng chưa? Rất là đáng. Không đáng lắm đâu. Tao chưa chết đâu. Trời, tranh thủ phải không? Không kịp. Tranh thủ. Ủa sao xách xách vali đi đâu vậy? Tranh thủ lúc độc chưa ngắm, đi phượt 64 tỉnh thành xong rồi chết. Dính đi, cho gọi chai rượu nè. Để nó đi. Yeah. Vậy là tao với mày đã hạ được tên sát thủ đầu tiên rồi. Đúng rồi. Sếp lại gọi. Đã xác định sát thủ thứ hai. Hắn tên là Đức Chó Điên, là một chuyên gia về thuốc nổ. Sếp có hình của nó không? Nhìn ra đằng sau đi. Đây. Ủa cái này là Sơn Tùng MTP mà. Hắn rất thích nghe nhạc Sơn Tùng MTP. Đó là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai, hắn hiện giờ là bạn trai của Lê Lộc. Sẽ nói sao? Hắn là bạn trai của Lê Lộc à? Sẽ vị trí ở đâu sếp? Chỗ nào có nhà có Sơn Tùng, chỗ đó có hắn. Tìm hắn mau đi. Niềm tin đã mất, do nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời. Màn đêm che giấu, từng góc tối khuất lấp phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ. Nhắm mắt ở thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mông lung như một trò đùa. Anh xin ra tay rút lui thôi. Do ai trách ai bây giờ đây? Hãy subscribe.
đêm qua, đêm nhạc qua, cơn mưa bao vây trên xe đôi ta, đôi ta. Em ngày hôm qua, ngày hôm qua, buồn xót theo mây đi về nơi xa, nơi xa. Trời xanh rộng bao la, anh lê đôi chân mình. Vừa là thằng có lẽ em đang yên vui bên đêm tình. Quên đi để anh nhớ, hơi men để anh mơ, nơi đâu để anh giấu một nỗi buồn vào trong thơ. Anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Hôm nay là sinh nhật của em. Anh có những món quà muốn gửi đến em. Ê, ê, hôm nay là sinh nhật của con Lộc hả? Phải. Cách đây một năm, tôi từng tặng cho Lộc 4 món quà. Món quà thứ nhất, đó chính là cái khẩu trang do tính tay tao thêu. Mày tặng khẩu trang là cái gì? Lộc đẹp lắm, tao không muốn ai trông thấy Lộc ngoài tao ra. Vậy còn món quà thứ hai? Đó là đôi găng tay. Tặng là găng tay làm gì vậy? Da Lộc sáng lắm, tao không muốn ánh nắng mặt trời phải làm sạm da Lộc đi mất. Vậy còn cái món quà thứ ba? Đó là đôi tất vậy. Sao phải tặng cái đôi tất? Đôi tất này sẽ giữ ấm đôi chân của cô ấy khi cô ấy ngủ. Ê, vậy còn món quà cuối cùng là cái gì? Không có gì cả. Không có gì làm sao mày? Tao nghèo lắm, tao không có gì để tặng cho Lộc. Chỉ có một thứ, đó chính là tình yêu của tao dành cho Lộc. Thằng bạn trai của em là do nó nghèo. Nên món quà thứ tư của nó là không là gì hết, nhưng đối với anh thì khác. Món quà thứ tư của anh đó chính là chiếc nhẫn hạt xoài. Làm vợ anh nha. Không hôn kìa. Ê, không được. Ê, không có gì đâu. Hai bà cháu là fan của Lê Lộc nè, nên gặp vui quá. Vui mừng quá, trời mừng luôn. Trời, anh ơi, fan của em mà anh làm người ta sợ bây giờ. Cất súng đi, vô đi mọi người ơi. Đúng rồi, cất đi chứ người già sợ súng đạn lắm. Dạ, xin lỗi bác. Dạ, em mời anh chị ngồi đây để thưởng thức đồ ăn rồi cùng nhau ngắm biển nha. Ê, bây giờ hai đứa mình phải tìm cách tách hai người đó ra. Yên tâm đi, Lộc rất là thương người. Ai gặp khó khăn, Lộc sẽ giúp đỡ. Được, nếu như vậy thì tao với mày sẽ làm theo kế hoạch B. Bên đó làm cái gì? Bên mình làm y chang như vậy. Ừ. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Chạy ra cùng ăn và cùng ngắm biển. Em dùng với anh miếng sandwich dâu do tính tay anh làm đó. Cảm ơn anh. Ngoài dùng với con miếng bông lan nho nha. Tính tay con làm đó. Tại trái nho đâu? Ở trong túi nè. Mày. Em dùng với anh chai nước suối nha. Ngoài dùng con chai nước biển nha. Ừ. Chưa cho mặn quá vậy? Nước biển với mặn cho mày nước suối. 190 ngoại tăng xong máu rồi con ơi. Chết cha rồi, dân gian nói ăn uống gì mặn quá là xanh con trai đó. Thiệt không? Thiệt. Mà sao vậy? Ngoài chuyển dạ rồi. Lẹ đi, em kéo nó đạp đi. Lẹ đi. Bà tôi chuyển dạ rồi kia. Đánh ra. Anh nói vậy mà coi được đó, lỡ như cậu tôi ra đời trễ là do anh đó. Anh cậu ơi, cố lên nha cậu. Anh ơi, cứu người đi anh. Cứu người đi. Cứu người đi. Rồi. Suy tư cái gì? Bà Gia, bị gì vậy? Ôi, anh ơi. Làm cái gì vậy? Lẹ đi đâu. Mày là ai? Tao là thám tử. Còn mày, mày là sát thủ bên cạnh để ám sát Lê Lộc có đúng không? Tao hoạt động bí mật như vậy mà mày cũng nhận ra sao? Tụi mày đúng là thám tử chuyên nghiệp ha. Chuyên nghiệp cái gì? Tại thằng sếp nó chỉ thôi. Lộc đâu? Lộc an toàn rồi.
Nhiệm vụ của mình bây giờ là xử thằng này. Khoan, tụi mày muốn xử tao là dễ lắm hay sao? Tụi bay lên. Mùa này là mùa nóng, tạt rất lạnh cho người, nó nóng lạnh bất thường, sốc nhiệt nữa chết. Yeah, sửa được kia. Tụi mày làm cái gì vậy? Sợ á. Được, hôm nay ta sẽ đưa tụi mày đến nơi an nghỉ cuối cùng. Là ở đâu? Bên Hưng Hoa. Gì xa vậy? Dạ? Chứ tụi mày muốn ở đâu? Đâu gần gần ở biển nè. Khùng quá, đưa ra biển trôi cốt thì sao? Im đi. Ê, Long. Súng giả. Ờ, chắc là súng giả rồi. Thằng này ghê mày. Tụi mày tin chưa? Tin luôn. Tao sẽ bắn thằng nhỏ trước. À, dê à? Dê bà nội mày. Tao bắn mày trước. Sao vậy? Dê là tên ông già tao. Tụi mày chưa nghe tới tập đoàn dê chó hả? Mày đúng là chó điên mà. Trời nó coi tên bang này dí chắc cực lắm á. Ủa sao vậy? Đúng rồi, bang tên nghe bang phải dí chung lại dí chí. Im đi, đừng có tào lao. Đứng lên. Lên kìa, mình đứng lên kìa. Xếp hàng vô. Xếp hàng chi vậy? Tao bắn một phát đỡ tốn đạn. Khoan, đợi anh bình tĩnh đi, Bây giờ mà anh bóp còi, viên đạn nó bay ra, xuyên qua cái trán em rồi nó bay qua đây. Thằng này hốt. Chỉ đi đây nè, ngay cái trán đó, thì viên đạn xiên nó bay qua chút cái cổ em cho em ngáp ngáp đừng chút. Chết đi, không có được, đừng mà anh ơi, anh phải biết mà. Tụi mày đứng đó, tụi mày coi kịch hả? Vô. Đạn bắn quá trời, chung nào vậy? Tao không có bị. Tao không bị. Tao cũng không có bị. Tụi mày có bị không? Không. Vậy chung nào? Chúng tao. Bây giờ có khi nào thuốc độc tâm không chết mà bây giờ ra máu thì có chết không trời? Đáng lý mày không có chết rồi, mày ngửa ngửa vòng vòng này đạn lạc mày mới chết đó. Mà tụi bay còn bắn tao à? Lũ khốn nạn! Mấy thằng bay làm đây chi nữa? Đứng dậy! Vô trong chết với tao cho đây đỡ chật. Đi thôi! Tụi mày tới số rồi! Chết đi! Được, tao tặng cho tụi mày cái nhẫn hột xoàng nè. Ê, xí, mày định lấy tao sao tặng hột xoàng vậy? Tao có gắn chip nữa ở trong đó, đó là lý do tại sao tao muốn tặng chiếc nhẫn này cho Lê Lộc. Chết đi! Thôi mày chết đi thì có. Ê, cái gì? Sao bơm nổ mà nó vẫn còn chạy vòng vòng vậy? Ờ, chắc đây xài pháo chuột á. Thôi đi thôi, nhanh lên. Sao lại ăn mặc như vậy? Thì thằng Long mới nói á, Lộc không muốn nhìn mặt nó, cho nên á là hai đứa phải cải trang vậy nè để Lộc không nhận ra. Vậy tại sao anh biết em đang bị ám sát? Theo như lời thằng Long, ba mẹ của Lộc rất nổi tiếng, có rất nhiều bạn bè và cũng có rất nhiều kẻ thù. Vì thằng Long nó sợ Lộc bị ảnh hưởng từ ba mẹ của Lộc, nên lúc nào nó cũng âm thầm chăm sóc và bảo vệ cho Lộc. Mày nói cái gì đi Long? Tao không có tư cách nói chuyện với Long. Bởi vì tao là người bỏ Long trước và tao cấm Long phải gặp tao. Vậy tại sao mày nói với tao là Long bỏ mày? Tao nói vậy cho Long đỡ nhục. Long có nhục không? Nhục lắm. Mày hỏi lại chi cho nó nói nhục gì?
Nhưng mà dù sao thì Lộc cũng là bạn gái cũ của mày mà. Nhưng mà đó là quá khứ rồi, hiện tại giờ khác rồi. Lộc còn tương lai của Lộc nữa. Ba má Lộc rất là giàu có, rất là nổi tiếng, Lộc cũng vậy. Trong khi tao chỉ là một thám tử nghèo. Nếu bây giờ tao đến với Lộc thì người ta sẽ nói với tao rằng tao bám gia đình Lộc. Tao vẫn còn lòng tự trọng của mình chứ. Làm sao tao xứng đáng với Lộc được? Đúng không em? Đúng. Nhưng đó là suy nghĩ của anh. Anh lúc nào cũng mặc cảm về bản thân của mình hết. Em có tất cả mọi thứ. Chính vì vậy em không cần vật chất. Cái em cần là cảm xúc chân thành từ người mình yêu. Và em chỉ có cảm xúc duy nhất với một người, đó chính là... Mày nghe chưa? Lộc không cần phải nói, tôi cũng đã đủ biết. Người mà Lộc có cảm xúc duy nhất đó chính là chồng em. Em có chồng rồi à? Chúc em hạnh phúc. Lộc, mày bị cái gì vậy? Mày không coi phim hả? Cái đó là tâm lý ngược. Con gái nó nói như vậy chứ không phải như vậy. Tao bảo đảm với mày, con Lộc á, nó mới chính thức á, lấy mày làm chồng, mày hiểu chưa? Chồng em không phải là anh Long, chồng em là một người khác. Mày có phim gì vậy? Tây Du Ký. Vậy thì chồng em là ai? Là tôi. Tôi là chồng của bạn cô ấy. Chồng em là ai? Là tôi. Thì ra người này chính là chồng anh này. Yeah, hai boy. Nó hai boy mình giống người này muốn lấy tao mày vậy đó. Bây giờ anh hỏi em lần cuối, chồng em là ai? Là tao. Tại sao mày chưa chết? Sao chết được còn phải lo cho hai con vợ của tao nữa. Con vợ mày là ai? Hai thằng đó đó. Dạ. Mình đi phượt tiếp nha. Dạ. Chị Lộc ơi, em xong nhiệm vụ của em rồi đó. Giờ chị lo cái phần của chị đi nha. Tội nghiệp hai con vợ tôi kiếp chồng chung. Trời ơi. Thôi đủ rồi. Tôi làm ơn, tôi xin mọi người đừng ai giỡn với tôi, đừng ai trò đùa với tôi nữa. Lộc, anh hỏi em lần cuối, chồng em là ai? Là anh đó. Em đừng đùa với anh nha. Em không có đùa với anh đâu. Nếu có đùa, em chỉ đùa với anh một điều thôi, là em đã làm ra tất cả những chuyện này. Chỉ đơn giản một điều là em muốn anh xuất hiện. Để làm gì chứ? Vì anh đã cấm không cho em gặp mặt anh mà. Gần nhau hơn nữa. Nhưng mà sau khi làm tất cả những chuyện này, em vui lắm. Vì em biết được rằng anh vẫn còn yêu em, và lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho em. Anh hãy bỏ đi mặc cảm của mình đi. Anh hãy sống với trái tim của mình. Đến với em đi anh Long. Tình yêu cứ người ta nói như vậy mà mày còn không đến à? Bây giờ mày có đến không? Mày không đến là tao lụm mới luôn á. Anh bỏ em, em không hận anh sao? Cho nhau những trận. Em hận anh lắm. Mọi khó khăn cũng và em sẽ trả thù. Bằng cách nào? Anh phải làm chồng của em. Thuộc về nếu như anh không làm thì sao? Lộc à, em làm gì vậy Lộc? Đây là những sát thủ thiệt. Em đã thuê họ và họ sẽ bắn chết em nếu như anh không đồng ý làm chồng của em. Thì tôi có chết không? Có. Nó mắc mới gì tôi chết rồi lại. Có tấm chuông dành chưa? Có. Có đi siêu thị chuông dành chưa? Có. Có hôn anh chưa? Có. Đáng chết chưa? Đáng, trời đất ơi, đáng lắm mà. Đáng. Quê, quê, lâu, lâu. Mày chấp nhận đi, tao tự nhiên giờ bắn. Cái con ghệ mày chết, mày còn biết lý do hy sinh. Tao mà chết, tao không biết tao hy sinh gì gì luôn á. Tại cứ chưa có phân định được giới tính. Chiếc nhẫn 8 carat này là tự em mua để anh đeo cho em đó. Sao để anh mua? Ngốc quá vậy? Anh mới ngốc đó, anh đâu có tiền. Dùng dằn cái gì? Chỉ mày còn có tiền mua mày đặt xí xí. Ai hi đồ ngốc. Mày bỏ qua cái sĩ diện đó của mày đi lâu. Làm vợ anh nha.
Nó không có quyền có hạnh phúc. Giống như ai lấy dao cắt đi một phần thân thể của mình. Nếu như tai nạn nó không ập xuống đầu chị Phương thì chắc bây giờ chị cũng được hạnh phúc như em vậy. Cái bánh xe chết tiệt cán nát máy ấm của tôi, cán nát hạnh phúc và đáng lý ra chúng tôi phải có được đồng tục nguyên của nó. Anh làm gì anh sợ bức tranh trên bàn thờ chị Phương dữ vậy? Không có. Anh chỉ thắc mắc là tại sao gia đình của mình không thờ hình chụp mà phải thờ hình như vậy thôi, chứ không có gì đâu. Anh nè, anh có cảm giác giống như em không? Từ cái hôm mình bước chân vô đây, sao em có cảm giác giống như là em không bao giờ em được yên tâm hết trơn á. Tại chắc có lẽ là thứ nhất là do ở đây lạ chỗ nữa, cái thứ hai là không khí trên vùng cao mà nó lạnh lạnh làm cho mình có cảm giác như vậy thôi. Không sao đâu nha, bình tĩnh nha. Em anh có điều này muốn nói với em á, hay là ngày mai mình về Sài Gòn nha? Thôi, anh quên là mình đã hứa với anh Tâm là, tại vì anh Tâm á có chuyện về Sài Gòn gấp rồi, mình đã hứa với anh Tâm là ở lại đây chăm sóc má chị Phương mấy hôm, đến khi nào mà ảnh về đây mà. Anh biết, nhưng mà tại vì anh đang lo sức khỏe của em mới vừa phẫu thuật tim mà em cần phải về khám bác sĩ chứ. Em chưa tới lịch hẹn với bác sĩ. Đúng là như vậy, nhưng mà với lại anh có việc nên anh mới mong là em hãy về với anh, hiểu không? Thôi, anh đã quyết định rồi. Anh... bây giờ anh đi vô trong anh soạn đồ, hiểu không? Nha, vậy đi nha, anh quyết định rồi nha. Anh. Hết hôm rồi, hết hôm. Ôi, Giang ơi, hù lộn rồi. Xin lỗi, đi ngoài kia năng cho vô nhìn không ra. Cô là ai? Tại sao cô ở đây? Cô tên gì? Em tên là Hằng. Cô tên Hằng? Ừ. Nhà này nhà của bà Len. Bà Len là má của Phương. Phương là bạn của tôi. Phương chết rồi, tôi còn sống. Nhà này không có ai tên Hằng hết. Nói thiệt cho anh biết luôn, là chị Phương là ân nhân của em. Ân nhân là cái gì? Trong người em đang mang quả tim của chị Phương. Giang ơi, cô đang mang cho mình quả tim của Phương à? Tôi biết rồi, cái quả tim nó nằm ở đây. Không, đây là hai quả thận. Đây là con quả phổi, quả bọc tư, quả gan. Cái quả... không, cái này là con quả vú. Lộn. Đây là con quả nhũ. Quả ngực. Ở trong quả ngực là cái quả tim. Giang ơi, quả tim. Giang ơi, cô mang cho mình quả tim của Phương. Dạ. Cô là cô Hằng mang cho mình quả tim của Phương. Tôi biết rồi. Em tên là Hằng á, còn anh tên gì vậy? Hu. Anh tên gì? Hu. Dạ không, anh đừng có hù em. Tôi hù cô hồi nào? Thì nè, em hỏi anh tên gì? Hu. Không, trời ơi, anh đừng có hù em hoài. Có lẽ là em nói nhanh quá anh không nghe kịp. Cái này tôi thấy là hình như ai cũng hiểu, có một người không hiểu nè. Cô mà hỏi cái gì? Anh tên gì? Hù. Trời ơi, anh hù em hoài à. Em đã nói là đừng có hù nữa. My name Hù. Anh tên là Hù. Đúng rồi, cũng hơi mình có English for today. Tôi tên là Hù, nhưng mà người ta ở trong buôn người ta hay kêu tôi là Cu Hù. Còn cô tên Hằng, mà cô là con gái, nên tôi sẽ kêu cô là... Cô Hằng. Tôi cũng nói bậy đâu mà. Ê. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, hồi nhỏ là kêu cô Hù thôi, nhưng mà lớn rồi cô kêu Hù thôi, bỏ cô đi nha. Anh Hù thôi ha. Đúng rồi, còn cái kia coi như mất rồi. Dạ, anh qua đây ngồi đi. Cảm ơn cô. Dạ. Cô cắt trái cây á. Dạ. Khoan, cô khoan cắt trái cây đi. Cô nhìn tôi đi, tôi ngồi nha. Tôi ngồi. Cô biết sao không? Ở trong buôn á, người ta bầu tôi là người đàn ông nết na nhất đó. Biết là sao không? Cái này là hai cái ta nè. Mình ngồi mình dẹn cái ta này, mình ngồi là không bao giờ cái ta nó nhăn hết. Nó có nhăn thì nhăn cái đít mình thôi. Nhăn, dạ. Nhăn. Cô không tin à? Hả? Đít tôi bị nhăn à? Dạ. Nè, cô... làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tôi cho coi đít tôi nè. Thôi. Em tin rồi. Nhăn. Cô không thích coi đít tôi à? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ gì anh? Sao tôi thích coi đít con gái lắm cô ơi.
Không tin nó thật á. Dạ dạ rồi, em biết là anh có thích coi thì anh cũng để trong đầu thôi, đừng nói ra. À, để trong đầu đừng nói ra, không, Gia Lan dạy rồi. Thích cái gì phải nói cái đó ra, không được giấu đâu. Giấu là không được tốt, ừ. À, dạ dạ, ừ. Dạ gì cũng được. Đây, anh ăn hỏi đi. Sao vậy? Cô mời ỏi tươi. Ừ? Cô có yêu tôi không? Cảm ơn cô. Ôi Giang ơi, cô cắt ỏi. Sao cái miếng này giống cái miếng hồi nãy rớt dưới đây quá vậy? Không có. Đây nè, em bỏ qua một bên rồi. Rồi lỡ cái miếng này rớt, miếng kia không rớt cũng chào qua sao? Em cắn miếng khác. Được chưa? Đây, mệt ghê, ăn đi sạch. Đứa này nó dốc lẹo lưỡi đi. Thôi anh ăn liền em đi. À. Ngọt không? Ồ Giang ơi. Cô ơi, ngọt ngay. Ờ, cô đúng là người kinh rồi, phải công nhận người kinh giỏi thiệt. Cô cắt trái cây ngọt ngay. Mấy thằng bạn tôi ở trong buôn không được cắt trái cây đâu, cắt chua le. Ngọt hay chua là do trái cây chứ phải do người cắt đâu. Ờ, ngọt hay chua là do trái cây. Vậy mà từ đó giờ tôi tưởng do con dao. Nhưng mà ngon lắm cô ơi. Ngon quá, ngon không thật. À, cái bài hát này tôi biết rồi. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa mình. Mãi mãi sẽ yêu kìa. Cái gì anh Hùng? Con mời hát bài gì? Ủa, em có hát hả? Có, hồi nãy cô mời hát. Cô nhớ đi, cô mời hát bài gì đâu? Em đâu có nhớ, em hát. Đừng nhớ, bình thường cô thích bài gì? Dạ, bài mưa rừng. Bài mưa rừng? Ừ. Mưa rừng ơi, mưa rừng ơi, mưa nhai, mưa chân miệng. Sao lại tôi nghe ra bài kia? Bài kia bài nào? Thôi bài kia bài nào, kệ nó đi. Con hỏi để hát à? Sao không chết rồi? Sao anh căng thẳng quá vậy? Thì ngồi gọt trái cây thì cái lúc hát. Phương còn sống mà Phương hát bài đó. À, cô tính làm gì nữa đây? Em gọt trái cây. Nhưng mà cô buồn miệng cũng đừng hát nữa nha. Thì thôi, sao? Được rồi, đừng hát nữa. Để tôi mở nhạc cho cô nghe đi. À, rồi, mở nhạc đi. Vậy đi cho chắc ăn. Ừ. Để cô hát ngay cái bài kia nữa. À, mà nó nghe nè cô ơi. Ở trên đây người ta nghèo lắm. Nghe nhạc bằng radio không à? Mà cái radio này nó cũ rồi. Mấy cái nút nó rụng hết rồi. À, ở đây có nhiều cái lỗ lắm. Thật lỗ, lỗ là giật chết luôn. Nguy hiểm lắm. Phải... Ôi tôi hù ra. Mày đem hù. Quay xe đây. Kéo quần lên đi. Yên tâm đi. Cái lỗ bự này nè, thọc vô tư luôn. Nhưng mà cái lỗ nhỏ nhỏ dưới này nè, không biết thọc vô giật tê tái luôn. Ừ, thọc lỗ bự cho chắc ăn. Ở trong cái lỗ nó còn một cái nấc. Ấn cái nấc vô là nhạc sẽ... Thôi, mệt quá giỡn hoài à. Ngay quá. Thôi, mệt ghê á. Ý, anh đang nhảy hả? Ờ, đúng rồi, đang nhảy đó. Ý, cái điều gì dễ thương quá vậy? À, cái điều này gọi là điều điên chứ. Ủa? Điên chứ, muốn lòi cái lưỡi đâu, nhảy vào đâu này nhảy. Ủa, em đâu có biết, em tưởng là anh giỡn ở ngoài nãy. Có thằng nào giỡn cái tay thọt vô đây, cái tay chỉ vô ổ điện không? Kêu rút chim sợi dây điện rồi kêu không nổi, cứ ngồi đó cười hoài. Xin lỗi, có sao không? Không sao, gần chết rồi. Thôi, nói bậy không à. Rút dây điện rồi cho chặt ăn đi. Ừ. Giật banh xác luôn. Ủa, cái dây màu đỏ là của radio nè. Còn dây màu trắng là của gì đây? Trời, tức quá. Cái tật tôi kỳ lắm. Thay được cái đầu rồi phải kiếm cho ra cái đích. Kiếm không ra cái đích là tối nằm mơ thấy cái đầu không sợ ma lắm. Còn dây màu trắng đi đâu? À, cái dây màu trắng nó chui vô đây. À, làm sao mày thoát được? À, nó đi vô chỗ này. Rồi, tôi thấy chỗ này rồi. À. Cô bị cao gió không? Không. Xin lỗi Phương, anh rút lộn dây điện bàn thờ em. Ôi Giang ơi, sao qua đang nằm sợi dây điện lần con nó đi đâu, tự nhiên ngước lên thấy bà đang ngắm mình. Cũng hên là xem tôi té tí xíu, tôi té tôi xỉu rồi mà tôi khôn, tôi không dám xỉu trong đó, tôi phải lết ra ngoài này ra. Ủa sao vậy? Mình xỉu trong lúc mình tỉnh vậy, mình thấy bà nhìn mình xỉu nữa chừng nào mình mới tỉnh đây. Được. Tôi là thông minh lắm, xỉu không phải biết tính toán chứ. À. Khoan, cô đừng cắt ỏi nữa, cô nhìn tôi đi. Tôi ngồi nha.
ngồi tướng kỳ quá. Thôi tôi cùng nói thiệt với cô, thật ra không phải nịnh ai vậy đâu. Tôi ngồi cái tướng này à, chẳng qua gì tôi thương cô, tùm mình cô đó. Ủa sao vậy? Tôi ngồi vậy để bảo vệ hạnh phúc cho cô đó. Gì dữ vậy? Đúng rồi, tại vì cái đùi tôi đó đẹp lắm. Tôi sợ cô nhìn thấy cái đùi tôi rồi cô chán chồng cô luôn á. Ừ, đùi tôi đẹp lắm cô ơi. Tôi... Ôi da ơi, kiệt tác của thiên nhiên. Sao mọi lần tôi nhìn cái đùi tôi cũng yêu tôi luôn. Anh như người ta nữa à. Tôi cho nhìn chút xíu đó. Bây giờ em nói nè. Ờ, quên. Đợi tôi xíu. Tôi cắm điện lại cho Phương. Cái lúc Phương còn sống á, Phương rất là sợ ma. Để bàn thờ tôi thui ra, tối về Phương sợ ma, Phương nhát ma mình là nguyên con ma 3D luôn. Cầm. Rồi xong hai cái dây không giao mau nào luôn. À, hồi nãy em thấy anh. Tính làm gì đó? Nhắc. Biết cái gì mà nhắc người ta? Xin lỗi cô, tôi còn con tim khỏi khỏi ốc của mình. Cảm ơn mẹ đã cho con khỏi ốc thông minh tuyệt vời này. Mình quên được cái đặc biệt của ta. Nhớ bằng người ta không mà nhắc. Liệt sơ qua là nhớ cái giấy màu đỏ rồi. Nhiều chuyện. Thủ tiêu mày luôn đi mày ơi. Quỷ cầm vô cái hát lên liền. Ba cái bà ca sĩ nào trong đây cũng kỳ. Nguyên bài hát đè cho ra hát quay. Cầm vô là người yêu ơi. Bữa nào cầm vô bài hát lên nữa cú hú ơi. Rồi vô buông luôn. Sao quá. Thầy quá. Vậy mà kêu nhắc không chịu nhắc. Thôi đừng nghe nhạc nữa. Nghe nhạc nữa. Ngồi nói chuyện gì vui đi. Ừ, vui đi, nói chuyện vui đi, ăn ỏi nói chuyện vui. Nhìn em giống chị Phương không? Nói chuyện vui à? Vui mà nhìn em giống chị Phương không? Nghe ẩn lanh luôn. Để coi coi. Thiệt á, không có giỡn nha. Cô hả? Ừ. Nhìn cô thì cái mặt không giống rồi. Mặt Phương đẹp hơn mặt cô nhiều. Mặt cô là bị bừ tròn, mặt Phương là như thế nào, đẹp lắm như nó. Mặt mùi cũng không giống, miệng không giống. Nói chung là trên gương mặt cô không có nét gì giống Phương hết. Mà nói chuyện với cô thấy cô giống Phương lắm. Là sao? Nói tôi cũng không biết đâu. Đừng hỏi nữa. Hay là... tôi hiểu rồi. Ừ. Có lẽ là tại vì cô đang mang cho mình quả tim của Phương á. Mà Gia Lan dạy tôi, Gia Lan nói quả tim là nơi nằm giữ cái linh hồn. Có thể người chết đã chết rồi, nhưng mà cái linh hồn mà... Anh làm cái gì vậy? Tôi thấy chỗ khác Phương rồi, Chỗ nào? Tôi nhớ rồi, hồi đó Phương cắt trái cây, Phương cầm con dao bên tay này. Có nghĩa là chị Phương thuận tay phải, em thuận tay trái đúng không? Đúng rồi, Phương thuận tay phải, cô thuận tay trái. Cô với Phương mà thuận tay giống nhau chắc tôi đi về luôn rồi. Làm hết hồn mà. Tôi cũng sợ quá cô ơi, tôi la xong tôi giật mình luôn. Trời ơi. Chết chết, cô bị đứt tay rồi. Cãi anh á. Làm gì vậy Hùng? Nhìn cô giống quá. Giống ai? Giống Phương. Ở chỗ nào? Hồi đó Phương bị đứt tay, Phương cũng ngầm giống như cô vậy nè. Vậy chứ anh bị đứt tay anh làm sao? Tôi ngầm ở đây đâu. Cái theo con đây nè. Anh đứt ngay ngón tay này nè, anh làm cái gì đầu tiên? Thì tôi đứt ngay ngón tay, dĩ nhiên tôi phải ngầm ngay ngón tay thôi. Nhưng mà tôi... đứt chỗ nào ngầm chỗ đó. Chân lý vậy mà tôi quên luôn. Hay quá, làm hết hồn. Mà nó nghe, đứt chỗ nào ngầm chỗ đó đúng không? Ừ. Hồi là mình đứt ở đây, sao mình ngầm đây? Không lẽ mình uống dẻo xong mình ngầm thôi chừng nào tôi đứt ở đây tôi kêu cô qua ngầm giùm tôi đi. Rồi tôi trả tiền. Ghê á. Còn sao không? Không sao. Có cần đi cưa luôn không? Hả? Thì thôi, bậy bạ, đứt có chút xíu à, không sao đâu. Hay là bây giờ anh kể cho em nghe về chị Phương đi. Còn muốn nghe chuyện gì Phương à? Ừ. Nhưng mà còn muốn nghe về chuyện gì buồn vui xui tinh bạc? Cái gì cũng được, liên quan tới chị Phương là... Liên quan tới chị Phương, thôi để kiếm chuyện gì vui vui rồi kể cho cô nghe. Sao? Có cái gì? Sao? Sao vậy? Không nên đâu. Tại sao? Gia Lan dạy rồi, người chết chết rồi là để cho người chết chết luôn. Không nên kể cho người chết quay. Người chết với buông Gia Lan ở chung với mình, nhập vô mình luôn là không nên đâu, nguy hiểm lắm. Thôi chắc không sao đâu, anh kể đi, kể đại đi.
Thôi bây giờ tôi kệ, nhưng nếu có nhập thì nhập cô nha. Ủa cái này mới vô duyên nè. Anh kể mới nhập anh chứ mắc mới gì em ngồi nghe tự nhiên nhập. Thôi, em thôi thôi thôi, tôi đàn ông mà nhập hôn đàn bà vô cái tôi thanh vậy nè. Gì lắm, bất công tật cho tôi bỏng nuôi. Không nên, không nên đâu. Rồi rồi rồi, mệt quá rồi rồi, em được chưa? Nhập cô nha. Này nghe nè, hồi xưa ở trên đây ba đứa cũng hay đi chơi chung lắm cô ơi. Nhưng mà lúc ở trên đây không có nhiều chỗ đi chơi đâu. Tối ngày cũng không biết đi đâu chơi, kéo nhau lên rạp cà phê chơi hoài thôi. Trên rạp cà phê đẹp lắm, bạc ngàn luôn. Mà tôi đổ cô nè. Ở trên rạp cà phê mỗi lần Phương lên rạp cà phê Phương chơi Phương thích nhất cái hoa gì trên rạp cà phê. Khó nha. Nè, suy nghĩ cho kỳ nha. Trên rạp cà phê là bư lắm, cà triều cây cà phê luôn. Phương thích nhất hoa gì? Chị Phương sẽ thích hoa cà phê. Đúng rồi. Ồ, Giang ơi, đúng rồi. Cũng kinh quá. Hả? Đúng là người kinh kinh thật. Phương rất là thích hoa cà phê. Ồ, đó hay quá. Ông từ đâu về mà. Nhưng mà nghe nè, cái này mới quan trọng nè. Phương thích hoa cà phê đúng không? Rồi Phương hay cầm hoa cà phê. Phương mân mê lắm. Nhưng mà từ đầu cô nè, mỗi lần Phương cầm hoa cà phê, Phương thích làm gì về hoa cà phê? Chẳng hạn như là Phương ăn, hay Phương nhét vô lỗ tai, Phương thọt vô lỗ mũi, hay là Phương quăng đi đâu, Phương làm gì về hoa cà phê? Khó nha. Chị Phương sẽ cài tóc. Hên quá cô cài lộn tay rồi. Em thuận tay trái. Thôi thôi thôi, cô không cần cài đúng tay đâu nha. Tôi sợ lắm á. Đúng rồi, Phương cài hoa cà phê lên tóc nè. Mà Phương thuận tay phải, Phương cài bên phải á. Xong rồi Phương hay ngồi Phương tắm suối lắm. Mà mỗi lần Phương tắm suối á, tôi với thằng Tâm ngồi trên bờ. Đìa. Hiểu không? Đìa. Nè, vậy là mình nhìn nè. Còn vậy là mình đìa nè. Cái này hiểu mà hiểu lắm rồi. Không. Phương có bằng quần, bằng áo đàng hoàng. Mình nói đìa có nghĩa là mình nhìn lén, mình nhìn trộm thôi. Mình không muốn người ta mất tự nhiên, hiểu chưa? Chỉ lúc đó cái hình ảnh nó đẹp quá mà. Tôi nhớ lúc đó Phương ngồi bên bờ suối nè. Rồi Phương tắm suối nè. Xong rồi Phương không tập, Phương phơi tập nè. Xong rồi nắng chiều xuống nước nè. Rồi nắng từ dưới nước dòi lên mặt Phương nè. Tôi nhớ lúc đó mặt Phương lung linh. Nhìn Phương đẹp mê hôn luôn. Đẹp lắm. Tôi nhớ Phương đẹp. Xong lúc đó tôi còn nghĩ trong bụng. Tôi nói nếu mà thằng Tâm nó không yêu Phương, chắc tôi sẽ nói tôi yêu Phương. Ôi, Gia Lan chạy rồi, đừng có kể cho người chết. Cái này là Phương nghe nhạc Phương hiểu không dê. Ông cho ông sẽ đánh xe cái ấm một cái, ông nói đi chỗ khác chơi để cho cô hưu yên. Nhưng mà hồi nãy giao rồi, còn nhập là nhập cô chứ không có nhập tôi. Nhập. Cô Hằng. Phương ơi. Dạ. Bà thính tai quá. Sao cái chân muốn đi mà cái bụng nó lại. Mở đen lên mà ơi. Con không thích bóng tối. Đi xa chưa? Anh khỏe không anh Hùng? Mới nay khỏe và muốn bệnh rồi. Em nhớ anh quá à. Cái mặt tôi xấu quá cả nhớ anh chị. Em nhớ hồi đó anh đi hù em lắm mà. I'm sorry. Bây giờ anh hù em thử con. Thương ma ơi, con ma mà biết nói móc. Anh không hù là em hù đó nha. Dạ để em hù. Chị ma ơi để em hù. Lần đầu tiên trong đời đi nhắc ma con ma. Em quên lấy hơi.
nó không có ra. Nó ra đường khác rồi. Đi chỗ khác chơi đi bà nội ơi. Anh heo rừng, anh heo rừng. Anh heo rừng đây. Rung luôn. Anh heo rừng đây, đi chỗ khác chơi đi. Anh heo rừng chứ ta. Đi chỗ khác đi, đi. À, chết mi. Nành heo nhà. Tổ cha cái thằng bạn nành heo già. Em mua nhầm heo nành heo Trung Quốc. Ôi, bọn rây xăm bà dối xa chứ chọc. Bạn hắn thử sợ bà cha ta ối xa chạy chọc mà. Bà cha ta ối xa ta ổng mất cái chùi xa. Bà tôi tôi ui chọc. À quên quên quên, để ta dịch tiếng Kinh cho ngươi nghe. Đây là thơ thần chú chư ta của Gia Lan dạy cho ta. Bọn rây xăm bà ui xa chạy chạy chạy. Hãy những cái linh hồn lạc lội bay trên chơi. Bùi xa ta ấm bà ta ăn. À xa ấm bà cho ôi thằng. Còn bay thì bay trên kia, đừng có đạp xuống chỗ này. Bọn ảnh sức ủi ta ấp bà ơi. Hãy để cho người đàn ông đuôi đẹp được yên đi. Đừng để xong bác hạ chương trục. Chân thành cảm ơn. Anh Hữu ơi. Trời ơi, chắc chết quá. Hữu ơi Hữu. Anh làm cái gì vậy? Cô Hằng. Em nè. Cô Hằng. Cái gì? Cô Hằng. Cái gì? Sao đang nói chuyện em chạy đâu vậy? Hồi nãy giờ con bị Phương nhắc. Không có giỡn nha. Cô không biết gì hết hả? Thấy không? Cô không nhớ hả? Thôi cô đừng nhớ, để tôi kể luôn cho. Hồi nãy con bị Phương nhắc. Ghê lắm. Cái tóc tai cô ru rui. Hai con mặt cô bư lên. Lỗ mũi cô bư lên. Hai cục vàng văng ra. Hai cái răng nanh cô dài ra. Cô cầm hai cái răng xuống đất cô mày. Tha tha tha. Tôi tức quá, tôi giận quá. Tôi nói nè con ma, mày không mài răng, mày đang nhát xì đi. Cái tôi gì đó, tôi đánh qua chơi, nó chạy ra ngoài kia. Nó chạy ra ngoài đó, cái hai răng nanh nó thủng vô. Nó thành hai cái răng cận. Tôi sợ quá. Tôi đánh nó chạy ra chơi, mà tôi sợ. Vậy muốn em hù anh kiểu khác? Nãy giờ cô hù tôi à? Thật không? Nãy trời cứ gì kì vậy mày? Đang đang quan lịch sử cái mày tao luôn. Đồ con quy. Giờ tao bay tao bà. Ghét thôi mặt mà ngồi vậy luôn đi. Không có nết na xe ở chuông luôn cho rồi đi. Ghét ai biết giờ mà hù mình. Trời đất ơi, anh tin hù không cho người ta hù lại sao? Tôi hù hù người ta thì không thằng nào hù được thằng hù này. Thôi xin lỗi. Tôi nói thiệt với cô, cái này nanh heo rừng nè. Heo rừng hay heo nhà? Heo rừng nè. Hồi nay tôi nói heo nanh heo Trung Quốc là tại vì tôi tưởng là con heo nhập từ Trung Quốc qua. Nên tôi thấy rõ ràng cắt trong con heo ra. Tôi nói thiệt cô, Gia Lan làm phép chư ta rồi. Ừ, bọc ni lông hết rồi. Vua đó. Tôi mà đeo cái này vô tôi can đảm lạ thường. À, lạ thường luôn hả? Tôi không tin nè. Nè, đó, cô hù tôi đi. Thôi, nãy giờ vẫn đủ rồi không hù được. Tôi đeo vô rồi không biết sao nè, cô hù đi. Rồi, anh biết rồi, còn hù gì được nữa. Rồi, bây giờ về đi. Rồi, đó, tôi quay qua đây nè. Tôi nhìn đây, cô cứ hù chỗ này đi. Đó. Ồ. Bị sao vậy? Ê. Trời ơi. Ê, sao tao không bị cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Xỉu nhiệt tình nhau. Rồi. Buông ra đi. Kẹo kẹo lên giường. Tự nhiên banh ra vòng vòng mua không? Hai thanh đít ra. Ai biết đâu tự nhiên tôi khiều ông cái ông làm những xỉu thì ghê vậy. Nè tôi nói cho anh biết nè. Vậy tên hu là một cái tên rất là nhạy cảm. Cái người tên hu làm còn kêu là kêu trước mắt thôi. Trời. Và khi kêu tên đừng bao giờ rơi vậy. Sau lưng người ta xỉu rồi. Là đồ thiệt nó thấy ông xỉu thì ghê thiệt á. Anh làm em mới sợ tự nhiên xỉu. Xỉu tay không đi đập đầu một chân. Ta đỡ ông chứ bộ. Có sao không? Chạy rồi, chắc luôn chạy rồi đó. Chạy luôn. Không sao, tí nữa về buông kêu Gia Lan ngầm mày cài là hết liền. Thôi được rồi, thôi không sao nha, xin lỗi nha. Bỏ qua đó. Thôi bây giờ vậy nè, anh Hù, anh nói với anh Tâm giúp vợ chồng tụi tôi á là tụi tôi phải về Sài Gòn gấp nha. Khoan,
hả? Cái gì vậy? Hồi nãy anh nói nhưng mà em chưa có đồng ý mà anh. Không, anh đã nói đây nè, đồ anh soạn sẵn hết rồi. Không có được. Thôi nè, bây giờ cho anh hỏi nè, hai cái vé xe đó của anh đâu? Anh để ở đâu? Anh để trên đầu tủ, bây giờ anh vô anh soạn đồ anh không thấy đâu hết. Em anh... cất rồi đúng không? Không, em còn chưa thấy nó, làm sao em cất được? Anh mua rồi. Nhưng mà em không thấy, em không cất cũng em cũng không lấy đi đâu hết á. Ôi, vậy rốt cuộc làm sao? Em có dẹp đi đâu không? Anh tìm hết rồi. Không mà, trời ơi, em không có giữ, em không có thấy nó nữa mà. Ủa, tối qua tới giờ có ai vô phòng mình đâu em? Đâu có ai đâu, có mình ông Hù à. Hai vé xe đâu? Xe là cái xe, vé là cái gì? Tôi không giỡn nha. Hai vé xe đâu? Thôi giận đi. Vui gì không giận. Giận đi cho vui. Trời, tôi đâu có giỡn như ông đâu. Tôi nói thiệt là hai vé xe đâu. Tôi nhờ người Việt Nam có một cái câu rất là hay. Nó là người Kinh á. Người Kinh có câu nói rất là hay. Rồi. Trời đánh tranh bữa ăn ỏi. Sớm tôi á, có thằng kia nó ăn ỏi, xong rồi má đánh nó, nó tức quá, nó bỏ lên lâu, xong má nó kêu nó không xuống, má nó tức quá, má nó chết. Gì kỳ vậy? Rồi đánh tình bữa ăn là vậy đó. Thôi mệt quá, bây giờ hai cái vé xe đâu? Bây giờ hai vé xe đâu? Tôi nói rồi, cái vé là cái vé, còn cái xe đưa hai vé xe đây. Tốt nè, được. Cái gì? Ỏi ỏi. Ông này riết ông lần mặt làm sao ta. Thôi đừng có hù anh nữa, em mới vừa hù. Thôi, bỏ hai vé xe đó, giờ còn sớm. Đi ra bến xe mua vé xe khác đi. Anh đi. Giang ơi, Giang ơi, mưa rồi. Giang ơi, mưa rồi. Mưa rồi là không về được đâu. Mưa, đường đã đỏ chân lắm ạ. Cả cho hai nghe trên này cũng vui lắm, không bộ cả hai thằng kia chân đi không chịu ở lại. Phật xe chạy về té xuống được chết rồi. Thôi về đi. Chết luôn. Tiêu luôn. Không. Thôi được rồi. Lại ăn cơm với tôi đi. Tôi lại nấu cơm rồi. Bỏ ồn. Ăn cơm xong rồi à, một chung là trời tạnh mưa. Tôi xách con voi, tôi chở hai người ra bên xe luôn. Con voi à, tôi cộng vào cây kia kia. Làm gì vậy? Kêu con voi chuẩn bị đề ba. Anh sao vậy? Anh không có sao hết á. Em biết là anh đang nôn nóng kiếm tiền để trả nợ đúng không? Cái số tiền mà anh mượn để mổ tim cho em đó. Cái đó là chính sách nhân đạo của bệnh viện mà. Em biết. Em biết đó là chính sách nhân đạo của bệnh viện. Nhưng mà anh vẫn phải vay mượn từ bạn số tiền rất lớn. Đúng là anh có vay mượn. Nhưng anh có khả năng anh chi trả cho người ta. Nhưng mà chưa bao giờ anh nói cho em biết người bạn đó là ai. Ủa? Sao em cứ hỏi anh, hỏi đi hỏi lại cái vấn đề đó hoài vậy? Anh nói anh mượn bạn anh thì anh trả được. Ủa anh mượn tiền là điều gì sai trái hả? Em không có ý nói anh như vậy. Em không nói nhưng mà hành động của em làm anh nghĩ như vậy. Thôi ra coi như tôi sai đi. Coi như hai người gây lộn là lỗi tại tôi. Thôi ăn cơm đi. Ăn cơm xong mình có sức gây lộn cho nó sung. Cho có bên thắng bên bại. Ha 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 vậy đi. Đó ba người ba chén. Mỗi người một chén. Đem vô cung. Em à. Em rồi. Đem cung luôn rồi. Thôi hai người ăn cơm đi, ăn trái cây. Sao số tôi giống con khỉ quá. Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ đây cấm người ta dò đầu bứt tai à? Anh làm gì anh hỏi tôi câu đó? Bộ đây cấm tôi nhìn người khác dò đầu bứt tai à? Nhìn mà cũng khó khăn. Sao không bán vé đi? Vé gì? Nhìn không cho. Trời, ăn ỏi không? Không thèm. Mới rớt đất. Không có tốt cho người dưới đâu. Tôi ác độc. Tôi ác độc với anh hả? Có ác không? Ông mới là ác với tôi nè. Ông lụm cái ổ dưới đất lên đưa cho tôi ăn nè. Ừ xin lỗi. Gì cũng nói được hết à. Chẳng là cầm.
Biết người ta hạt cái gì cũng nói, thôi đừng có nói. Nhiều chuyện, tôi ghét những ai nhiều chuyện. Ngồi cái miệng lem bem hoài. Vậy giờ ai đang lem bem? Đó, mới lem bem đó. Con nồi mập thay. Chửi nó mập nguyên buông vỗ tay luôn. Vậy giờ tôi ấm thì sao? Ấm cái mày. Không ưa hỏi hoài. Rồi rồi rồi. Bây giờ ngồi cắt hết trời luôn kìa. Ai kêu ông cắt? Ủa thích cắt phải không? Rồi bây giờ cơm bây giờ đem đi cúng rồi, giờ không ăn cơm thì ngồi cắt ổi chơi được không? Rồi 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 rồi, bây giờ anh muốn làm cái gì cũng được, anh muốn ăn ổi, anh muốn cắt ổi gì cũng được. Nhưng mà bây giờ anh cho tôi hỏi anh một chuyện được không? Rồi hỏi đi. Có phải cô Phương bị tai nạn và qua đời trước ngày cưới không? Đúng rồi. Lúc Phương lên Sài Gòn xăm đám cưới, xe đụng chết luôn. Gì? Nhưng mà nè, còn ma Phương ở đây ạ, không được nói Phương chết rồi đâu. Ma Phương không chịu nói đâu. Trong đầu ma Phương là Phương dân con sông, dân con sông. Cầm đục nhang luôn. Nghe mùi nhang là bay ra hú hí đập nát nhà luôn. Hiểu chưa? Mà tôi thấy ạ, ngô lắm. Làm như không tin là không được rồi. Từ ngày anh về, giờ anh về đây ạ, ma Phương à hay kêu à, giờ anh là Phương Phương Phương, thôi cứ để kêu đi. Tôi thấy bà đập bực mình rồi. Mà tôi nói thiệt ạ, nếu tôi là hai người ạ, tôi là chơi giai bươn nữa luôn. Dù sao giờ anh cũng mang cho mình quà tim của Phương mà. Ê, Hằng ơi, em bị gì vậy? Em tìm thấy hai cái giấy xe trên bàn thờ của cô Phương nè. Có giấy xe rồi. Đi, đi đi em. Anh, đừng lại đi, đừng lại, đừng lại. Cái gì vậy? Hai người không được về đâu. Hai người mà về tôi ở lại một mình sao tôi chịu nổi đây. Tôi sợ cái mặt. Nè, 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 vô, vô mà Phương nhìn mặt bà tôi sợ lắm. Nè, anh đã hứa là lấy con voi chở tụi tôi ra bến xe mà. Hồi nay tôi hứa sạch con voi nhưng mà hồi nay sẽ đánh xuống cái âm cái trùng cái cây. Cái cây có con voi. Hai người ở lại ăn voi quay không? Ăn 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 con cật voi ngon lắm. Mày dẹp đi, dẹp voi luôn đi. Điên hả? Anh hồn hồn, anh đang nói nghe. Cô nói chuyện với tôi đi, tôi không thích nói chuyện với thằng kia. Anh bình tĩnh. Cô nói với tôi cái gì tôi cũng chịu. Thằng nào nói tôi khó chịu rồi. Anh vô phòng mời bà Len đi. Vậy giờ sao tôi khó chịu vậy anh? Em xin lỗi, thôi thôi thôi, được rồi, cho em xin 5 phút. Đó, thấy chưa, họ kiềm chế tôi thì chưa. Bây giờ sao cô muốn tôi chơi tới đôi nữa không? Giờ sao giờ chơi gì hả? Mày ngó mày bước qua đi, mày ngó nè, tao bước qua này mày làm gì tao? Mày bước qua, tao bước cả cô cứu đệ, mày bước qua đó đi, tao bước qua bên đây nữa. Rồi tao bước qua này mày làm gì tao? Tao qua bên đây. Ra đây, tao có chứng mà, tao đâu phải không có chứng đâu. Mày đừng tưởng tao sao mày. Thôi được chưa? Mày tưởng tôi sao nọ? Mày chạy nhanh bằng tao không? Dạ đua coi thằng nào chạy nhanh. Trời đất trời, trên rừng tao chạy còn không còn thua con cẩm nữa kìa. Tao cả mày chạy mày thôi. Tao nói thiệt mày à, tao đánh lộn chưa bao giờ thằng nào gì được tao đâu nhá. Mày có chứng mày á. Thôi thôi bỏ qua đi cô. Hai người bình tĩnh nghe em nói nè. Tự ghim, tự ghim. Rồi cô nói với tôi đi. Anh làm ơn. Vô phòng mời bà Len đi giùm em. Cảm ơn anh. Vô trong phòng bà Len. Tôi sợ bà đâu lắm. Có gì đâu sợ. Bà nghe đột nhang là bà bay vô liền. Thầy cũng là bay vô liền. Người ta đặt bà là người đàn bà cuốn theo chiều khói á. Bà mà nhúng gì ta bắn liền. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè. Cái gì? Ma Phương chết rồi. Anh nói cái gì vậy? Ma Phương chết rồi. Hai người làm chứng nha. Tự động bà chết tôi không có hù đâu. Hả? Hồi nãy tôi bước vô. Không phải tôi giết người đâu. Tự bà chết, hồi nãy tôi bước vô tôi thấy bà chết sẵn rồi. Bà nằm công giống vậy nè. Bà trên cái tướng khô lắm, nhìn giống như là con tôm khô khô quẹt vậy đó. Tôi thấy thèm lắm mà tôi không dám ăn. Trên buông là không cho ăn thịt người đâu. Có thèm lắm là hơi hơi vậy thôi. Tôi sợ quá. Bây giờ bà đã đúng rồi, bà trên cái tướng này. Bà bị phóng á.
Con có biết người già khó ngủ lắm hay không? Người già khó ngủ là con biết rồi, mà con không ngờ người già ngủ cái tướng hải sản. Có chuyện gì ngoài này mà ồn ào vậy? À, dạ thưa bác. Thật chuyện ra, gì? Dạ vợ chồng con muốn xin bác. Nói giùm em coi. Cuối cùng cũng phải đến thằng này. Thôi được rồi, à, bác ơi, bác bình tĩnh đi. Bác ơi, bác bình tĩnh đi. Bác có thể đứng thẳng lưng lên được không? Dạ thưa bác, hai cái người đấy, tôi thương má Phương quá, tôi nói không nổi. Hồi đó lúc Phương chưa mặc, má Phương là khum khum chỗ này thôi. Từ ngày mà mặc rồi là tạo thành một góc 45 độ luôn. Có chuyện gì nói đi. Dạ thưa bác, hai con người này muốn chào bác để hòa nhập cộng đồng ở Sài Gòn. Phương, bác. Phương ơi, bác. Phương ơi, con đừng đi bác, Sài Gòn. Phương ơi, má xin con mà Phương ơi. Nguy hiểm lắm, Phương ơi, con đừng bỏ má. Phương ơi, má xin con. Má xin con mà, Phương ơi. Đây là do của tôi, còn con của bà đã chết. Giang ơi. Trời, nàng dễ thương quá. Trời, cô bác biết không, tôi khó khăn lắm mới theo nàng nổi đó nha. Hôm nay á, biết nàng mặc đồ đỏ, cũng mặc đồ đỏ theo nàng luôn nữa. Trời ơi, sao nay lồng lộng vậy ta. Đẹp khủng khiếp luôn cô bác anh chị ơi. Em nôn nao quá à. Cô gái này độc mà lạ lắm. Nhìn là choáng váng và chơi với luôn đó. Nàng tới kìa. Trời ơi. Đầu năm hoa lá xôn xao nơi như đón chào. Nhờ anh tuyên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tầm đầu ngõ nơi là đêm dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Cầm trong hiền đức dễ thương, tuổi này vừng số lắm con. Muốn cho buồn tròn thì anh mỗi giới mỗi mài đưa đường. Dòng nghèo, tuổi ta cũng bao lớn sang ngàn thế nào. Anh ta tuổi chưa 30 mấy quen lắm nhìn sợ. Em biết ngay chẳng ai xa lạ, đó là anh đây. Gì mà ông đi theo tôi tò 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 tò. Từ hồi nãy giờ trong này ông đi theo tôi tò 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 là sao? Tại vì anh yêu em. Hả? Trời, phi công trẻ đòi lái máy bay bà già. Đâu có, đừng càng già càng cay mà em. Em ơi, tình yêu nó quyền bí lắm em ơi. Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể con dao đâm vào đau đớn, càng đau càng ghiền. Trời đất ơi, biết cái gì về tình yêu mà nói? Sao không biết? Tình yêu là gì? Tình yêu là sự rung động của bốn chân dương và sự trần truồng của hai cá thể. Hả? Tình yêu là thương nhau để sống, không phải là thông nhau để sướng. Trời đất ơi,
Trời ơi, ông nói cái gì kỳ cục vậy ông hả? Ê, nói gì kỳ vậy? Nhảy nhảy rớt đồ nghề hết giờ đó bà. Dám đâu, này địch rất là đàng hoàng. Em ơi, bình tĩnh đi. Địch bất động thì ta bất động, địch không động thì ta không địch. Trời đất ơi. Không phải, trời đất ơi. Hình như cái miệng thằng này có gắn cái toilet hay sao hả trời? Không phải ý anh nói. Mở ra cái nghe ô quế quá gì cha nội. Không phải ý anh nói, anh không làm gì em. Em cũng đừng làm gì anh hết trơn á. Anh xin em một điều ước thôi. Ước gì? Anh ước á, em là lọ lem, anh là hoàng tử. Trộm một chiếc hài đưa em thử, rồi rước em về làm sư tử của đời anh. Trời đất ơi, nó cua ghệ mà nó nói người ta là sư tử nè. Mấy anh mấy chị thấy em giống sư tử không dạ? Giống được hả? Không phải em phải là sư tử. Em là búp bê bị hư nha. Ngọc Trinh phiên bản lỗi. Em ơi, em biết sở thích động con trai là gì không? Là gì? Ăn thịt con chó, uống bia con cọp, hút thuốc con mèo, coi phim con heo và ngủ với con gái. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Trời, cái loại đàn ông này sao vô duyên dễ sợ ha. Đàn ông cái loại này là giống gì biết không mấy chị? Đàn ông như chiếc mùi xoa, khi nào cần thiết đem ra lau chùi. Đàn ông như trái bắp lùi, khi nào đói bụng ta lùi xuống thang. Đàn ông mà ăn nói quên quang, chị mà nói dịch chị phan qua rào. Đàn ông như điếu thuốc lào, chị lạc miệng chị bắp vào bắp ra. Nhắc bé nhỏ còn gì bà nội. Trời ơi, trời, phụ nữ đâu mà dữ dằn quá. Phụ nữ phải dịu dàng ngọt ngào. Em nghe ông bà mình nói sao? Chim khôn ăn mận ăn đào, gái khôn nói giọng ngọt ngào dễ nghe. Chim ngu ăn mận ăn me, gái ngu nói giọng chua lè mắm thiêu. Đúng không mấy anh chị? Vậy là thiêu hả? Nhìn xanh nói vậy thiêu vậy hả? Thôi mà thiêu. Thôi, giống cái thằng ăn quá à. Nó nghe nè, em thật sự là anh thích em thiệt lòng đó. Thích hả? Ừ. Thôi tôi khuyên nè, làm ơn đừng có yêu đương, đừng có lấy vợ, khổ lắm. Ủa sao lạ vậy ta? Hễ mỗi lần tôi muốn lấy vợ ai cũng nói tôi gì nè. Muốn ngủ ngon đừng lấy vợ, muốn không nợ đừng có yêu, muốn cao siêu đừng dạy gái, muốn thoải mái tốt nhất đi tu á. Trời, vậy đi tu đi, đi theo tôi làm gì? Ngu gì tu, bởi vì ông bà còn đính kèm câu này nè. Bò không ăn cỏ, bò ngu, trai không gái gú, trai ngu hơn bò. Trời đất ơi, sao mà vô duyên dễ sợ luôn ta. Mấy chị ơi, trời xanh con gái tụi mình ra dễ thương bao nhiêu, thì cha này chả vô duyên bấy nhiêu vậy hà. Em nói vậy anh cũng tin đó, nhưng mà em phải có bằng chứng rõ ràng chứng minh là con gái phụ nữ dễ thương duyên dáng đi. Ông nghe nè, trời xanh con gái hay cười, để con trai thấy rụng rời con tim. Ừ. Trời xanh con gái có duyên, để con trai thấy đêm về nhớ nhung. Trời xanh con gái trên đời, để đi con trai, đúng không mấy chị? Trời ơi, nay yên tâm đi, ông mình bộ đồ bỏ sao mình kèo trên sao thua được. Thôi dân ca ngợi đàn ông tụi tôi quá trời luôn đó. Ca ngợi sao? Con trai quý như vàng lên giá, con gái thừa như lá rụng mùa thu. Con trai có tính dễ thương, con gái có tính coi thường con trai. Con trai học rộng hiểu thông, con gái không học chổng mông kêu trời. Ê, trời đất ơi trời. Ủa lộn, con gái học lông nhông ngoài đường. Lỗi em, anh lỡ mồm lông móng. Bộ trâu bò sao lỡ mồm lông móng? Em ơi, thật ra con trai có cái hay của con trai, và con gái có cái hay của con gái, nên thơ văn người ta mới nói gì nè. Nói sao? Đường Việt Nam vừa dài vừa hẹp, gái Việt Nam vừa đẹp vừa xinh. Trai Việt Nam như vàng lên giá, gái Việt Nam như đá quý ngàn năm. Gái Việt Nam dễ thương duyên dáng, đúng không mấy chị? Trai Việt Nam phóng khoáng hào hoa, đúng không mấy anh? Đúng rồi, nghe nói cái này toàn hào hoa không à. Còn riêng ông là hoa giả quỳ. Giả gì? Lãng quỷ già. Trời ơi, trời chữ mà muốn suy sụp tinh thần như vậy trời. Thật ghê á. Nè, ông như vậy chắc không có một mối tình nào dắt dai hết trơn đúng không? Ồ, xin lỗi em nha, bèo bọt cũng có một mối tình nha. Người yêu của anh ngày xưa, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa đó. Tên gì? Thuộc. Trời đất ơi, tên như đàn ông vậy ông nội. Ồ, nhưng cái họ nữ tính. Họ gì? Công Tằng Tôn Nữ Lý Lệ Quỳnh Hoa Mimosa Buôn Ma Thuột. Mẹ này không có giấy chứng minh nè, tôi biết. Sao vậy? Không thể nào viết cái tên mẹ vô giấy chứng minh nổi hết trơn. Đúng không? Tên dài lắm. Dạ. Nhưng biết hai người quen nhau ở đâu không? Mẹ ở đâu? Ở rừng cao su đó. Trời vậy đó ha. Lần đó vô tôi du lịch ở rừng cao su. Vậy thấy hả? Cô gái đẹp quá, tóc dài, đứng cào mũ cao su. Tôi tức cảnh sinh tình, tôi mới làm bài hát tặng nàng. Bài hát gì vậy? Lý Chiều Chiều. Hát thử em nghe coi. Em nghe bài Cư Gái Năm Xưa của anh nè. Ừ. Chiều chiều ra đứng bên bờ rừng. Bờ rừng là bờ gì? Là bờ rừng em. Bờ rừng, hát bờ rừng đi, hát bờ rừng là gì trời?
Rồi ôi không hiểu gì hết trơn à. Để gặp gái ta lần đầu tiên cưa cẩm ta lại ca chiều chiều ra đứng bên bờ rừng. Y như ma vậy, ai chịu mình phải bỏ dấu cho anh ăn với giai điệu cho lãng mạn. Bờ rừng là bờ rừng, hiểu không? Ừ. Nghe tiếp nè. Chiều chiều ra đứng bên bờ rừng, bên bờ rừng thấy cô tan tình cao mũ, cao mũ, cao mũ, cao sù. Cô cao mù cao sù, cao sù cô cao mù, cô đây cao mù cao sù. Thôi trời đất ơi, mẹ này ở không quá cạo sạch cái rừng cao su luôn nè. Trời đất ơi, hát cái gì mà cao mù cao mù cao sù là cái gì ông nội? Là cạo mũ á, cạo mũ cao su thì hát cạo mũ cao su hát cáo mu cao su. Nổi điên à. Mà nhờ vậy hai tôi quen nhau luôn đó. Quen vậy theo tôi làm chi vậy? Bị bỏ rồi. Hả, vô duyên bị bỏ phải không? Không phải, vô duyên bồ bỏ không nói vậy, thật thà bồ bỏ mới đau á. Dám đâu thật thà mà bị bồ bỏ làm sao trời. Ê, kể em nghe nè, đang đi chơi với nàng hỏi anh ơi, anh quan niệm thế nào về tình yêu? Rồi, tôi nói xong sao? Bỏ cái rụp liền vậy đó. Anh nói sao? Nói vậy nè, tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cưới nhau về tắt thở càng mau. Đỉnh cao của dê là giả BD để chơi với con gái. Nói ai BD vậy? Không có, tôi nói. Đây đồ thiệt không nè? Không có, anh nói, anh chưa hết, anh còn nói nàng gì nè. Bước chân vô quán đèn mờ, ngồi gần con gái không sờ là ngu, thà rằng cắt tóc đi tu, ngồi gần gái ngu sao không sờ. Trời đất ơi. Trời ơi, có bồ, anh vô đi ơn, không giờ anh nói lại người ta nghe, người ta bỏ anh sao được. Vì bởi vậy mà hỏi em nè, anh thật thà bộ anh có sao nói nhiều anh vậy thôi à. Giờ hỏi em nè, em có người yêu nè, em muốn thật thà hay dối trá? Thật thà thì anh cũng vậy thôi, có sao anh nói vậy thôi mà. Ừ, thằng cha này cũng dễ thương thế. Em nói gì đó, em nói gì? Em nói anh dễ thương thôi mà. Trời, biết dễ thương là gì không? Là gì? Dễ thương là thương không có dễ, mà dê là có thưởng, lên giường là có thể đó. Thôi đó coi, mày tháo cái toilet ra cho tao nha mày. Nghe chưa, mày nói câu nào ra tao nghe tao giận da gà hết trơn trời à. Mệt mỏi ghê đó. Mà em cũng đẹp vậy. Hả? Em là người phụ nữ mà anh cảm thấy nãy giờ là anh khen em đó hả? Anh choáng váng và chới với vì sắc đẹp nó không đụng hàng của em đó. Vậy em tam giác anh nha. Em có biết chổng mới ra không em? Trong nào? Ở trong biên quà đó em. Sao vậy? Ta khen mình phải cảm ơn cái sao tam giác. Cảm ơn anh đó, tam giác là cảm ơn đó. Ủa sao tam giác mà là cảm ơn? Tam giác đọc ngược lại là sao? Là tác giam. Tác là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt đọc ngược lại đốt nhánh. Đốt là thiêu, nhánh là cành. Thiêu cành là thanh kiều. Thanh kiều là cảm ơn đó. Cảm giác là cảm ơn, hay quá. Hay quá ơi. Thôi mà tôi mệt quá. Tự nhiên hồi nãy giờ ông đi theo tôi, ông làm thơ hoài, ông biết tôi thích thơ, ông làm thơ ông cua tôi đúng không? Đúng không? Không những biết em thích thơ mà biết em còn thích viết lưu bút bằng thơ nữa. Anh nhớ cuối năm lớp 12 á, có đưa lưu bút cho em làm bài thơ trong đó. Cái anh làm, anh làm xong cái em đọc bài thơ, cái em bỏ đi biền biệt luôn. Em nói là anh có đồ làm nhục em. Em có nhớ bài thơ trên đồi không? Tóc em anh tưởng là mây, để anh ngửa cổ cả ngày ngóng trông. Má em đẹp tựa hoa hồng, để anh trông ngóng cả ngày nhớ thương. Mắt em anh tưởng là gương, để anh treo ở đầu giường anh soi. Ngực em anh tưởng là đồi, để anh lên đỉnh anh ngồi làm thơ. À, người đàn ông đòi leo lên đây đó. Nó đó. Trời, mùa hè năm ấy. Mệt quá. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. 90 ngày qua chứa chan tình thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Trời ơi, nhận mặt nhau đây ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa mê trai như gợi giấc mơ về. Chào em, cho trái tim em ngủ quên chuyện tình xưa.
gì vậy? Cứ nhắc gì dũng dũng ngực ta vậy? Hai trái bom nguyên tử. Trời ơi, chừng nổ banh xác anh giờ á. Trời ơi, lâu quá mới gặp anh đó nha. Em ơi, anh trời ơi, mối tình đầu rặng mù u. Em còn nhớ rặng mù u của nhà mình sao? Nhớ chứ. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u em chưa chín. Em đứng bên đây sông chờ trong mù u anh chín chưa. Mù là mù ăn mây, mù ăn mây chớ mây ăn mù. Mù là mù ăn mây, mày ăn mơ. Ăn gì ăn? Ăn mơ mà. Làm hết rồi mới chứ ta hát mày ăn mơ mà. Trời ơi, gặp lại em. Anh khỏe không? Anh khỏe. Anh đoán không có sai một xíu nào hết trơn á. Anh đoán em năm nay có chồng nè, đẻ con nữa đó. Có chồng thì được chứ đẻ con không được cha. Ủa sao đẻ vậy? Đẻ trong nách hả ông nội? Trời ơi, công nhận nha. Anh á, anh coi bói hay thiệt luôn á. Thiệt không? Ừ. Anh coi bói hay thiệt đúng không nè? Trời ơi, bây giờ chuyển nghề coi bói mà sao sang trọng quá vậy trời. Ừ, đúng rồi. Tại vì á, anh muốn cưa cẩm em cho nên anh phải là theo em từng bước chân thôi chứ. Anh coi bói là chính xác luôn đó. Em ơi, đừng thấy trai xinh mà rung rinh háo sắc nha. Dạ, đầu em cũng đẹp chứ bộ. Hai đứa mình là một cặp đó. Mặc đồ cặp là đúng cặp rồi còn gì nữa nè. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian này cười đầu năm lo cưới vui lòng thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian này cười đầu năm lo cưới vui lòng thêm người. Anh lên đi, anh lên đi. Em ơi, bên hông cấn cấn gì á? Hả? Cấn gì đâu? Cấn đừng nói vô tầm tầm hông của hết nha. Vô chi không có cấn gì đâu. Cấn quá, cấn nha. Đi vô, đi cấn quá. Tôi tức quá, tôi giận quá. Tôi nói nè con ma, mày hung mày răng, mày đang nhát xì đi. Cái tôi gì đó, tôi đánh qua chơi, nó chạy ra ngoài kia. Nó chạy ra ngoài đó, cái hai răng nanh nó thun vô, nó thành hai cái răng cận. Sao quá,